Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Những Thời. Hôm nay Thời sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người một món, đó là mực hấp gừng quay bằng lò vi sóng. Thì nguyên liệu của mình là bao gồm, nguyên liệu của mình rất là đơn giản. Đây là một dĩa mực mình đã rửa và làm sạch cho vào một cái dĩa đấy. Còn đây là gừng, gừng với ớt mình đã sắc sẵn đó. Thì đầu tiên mình sẽ cho một ít hạt nêm vào đây, ít hạt nêm thôi. Rồi, tiếp theo là mình cho một ít gừng, một ít tiêu. Tiếp theo là mình cho một dĩa gừng với ớt mình đã làm sẵn cho vô. Món ăn này rất là đơn giản lắm, làm rất là nhanh, làm ăn liền luôn. Mình sẽ trộn đều cái dĩa mực, trộn đều lên. Tiếp theo là mình dùng cái màng nhựa PE, mình sẽ bọc lại đây. Để khi mình vây bằng lò vi sóng thì nó không, nước nó không bị văng bắn lung tung. Sao một món mực quay bằng lò vi sóng rất là đơn giản nhanh. Thì mình sẽ cho vô cái lò quay, mình sẽ quay 3 phút. 1, 2, 3. Mình quay 3 phút thì có ăn liền. Món mực hấp gừng quay bằng lò vi sóng thì nó rất là đơn giản. Thì chiều mình cũng đi làm về, mình ghé mình mua ít mực tươi, rồi về mình rửa sạch sẽ đi, cho vô cái dĩa, rồi các bạn dùng gừng các bạn sắc nhỏ ra, trộn ít ớt, rồi cho hạt nêm, cho tiêu vào, vào một cái dĩa trộn đều lên hết lên. Mấy bạn dùng cái màng nhựa PE các bạn bọc lại, bọc lại để khi mình vay ra nước nó không bị văng bắn tứ lung tung cái lò. Sau đó mình cho vô cái lò mình vay, vay đúng 3 phút rồi nó ăn liền. Rồi mình sẽ có một cái dĩa mực ăn rất là thơm ngon. Rồi, các bạn chờ xem nha, bây giờ là 1 phút 16 giây rồi. Còn thời gian đi chạy rất là nhanh. Đó, còn 1 phút nữa là xong. Còn 30 giây nữa, một dĩa mực nó bập 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 bập.
Chắc chín rồi, ngửi mùi thơm quá. Mười bảy, mười sáu, mười lăm, mười bốn, mười ba, mười hai, mười một, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, tít tít. Rồi xong. Vậy một chúng ta đã xong. Đây. Nóng quá. Rồi. Đây. Đây nè. À, thì bây giờ mình dùng món gừng thì mình đã cắt sẵn rồi. Đây là món gừng mình cắt sẵn rồi. Nóng quá. Wow. À, hấp dẫn quá. Thơm quá. Hết miếng rồi. Ngon. Không. Mình quay hấp mà nước mà mực nó ra. Nước không? Đậy cái gì á. Rất là ngọt. Cái này nó cũng vừa ăn rồi, cũng không cần phải chấm mắm gừng đâu. Tươi giòn lắm, ngon lắm. Đúng rồi. Chấm miếng mắm gừng thì nó càng ngon hơn. Ngon quá. Ăn lắm là to hết mọi. Chiều đi làm gì à? Đi mua ít mực tươi gì à? Cho làm sạch sẽ, cho cái dĩa hạt nêm, muối tiêu, gừng vô, ớt vô.
Quay đúng 3 phút. Có một món ăn. Có một món ăn rất là ngon. Một dĩa mực rất là đơn giản ăn rất là tuyệt vời. Cay quá sặc. Tóc hết mồ hôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng xem kênh của Nguyễn Đức Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.